trích đổi nhau. Tất cả mọi chuyện đều do Kim Vệ phong lại. Anh thực sự rất hận nha, anh thực sự rất hận nha. Nếu như không phải anh phá hoại tình cảm của chúng ta, bây giờ em và anh đã không ở nhà, cuộc sinh gì đóng góp vui vẻ. Anh là kêu hôn nhân tin đổi vợ, hôm nay không về được. Thậm chí hãy ở đâu về đi.